Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh Cảnh Báo Chiến Tranh Trung Đông do Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo như sau. Cậu nói Kỳ Vân đúng năm mèo, lớp khổ lớp sầu lại mắc eo. Kẻ đau người chết ôi thê thảm, tại vì quả ác tự chúng gieo ta giờ có cứu đâu có được. Tự họ không tầm không chịu theo, theo là chân lý lời Phật dạy, theo đứng minh sư sợ đói nghèo, như vậy làm sao hằng học đạo. Tâm lòng bẩn trượt quá mốc mèo. Năm mèo ám chỉ năm quý máu 2023 chiến tranh Trung Đông bùng nổ mở màn thế chiến ba tận thế. Chiến tranh Trung Đông bùng nổ năm 2023. Đạo sĩ Kỳ Vân giáng siêu tầm, tầm thầy chân lý ở nơi tâm yên tâm tịnh luyện hồi phản bổn. Phật gần rồi đó chẳng xa xăm, ta độ ta rồi sau độ chúng. Mặc tình người thế mắng cung câm, để cho yên rảnh hồn lẫn xác thì lũ quỷ ma chẳng có lầm. Cậu gửi lá thơ học trò nghèo, thấy người tiền kiếp phước đức gieo, có duyên với Phật ôi cao cả. Mới biết thuyền ta phụ chống chèo cậu xuống thế trần nào ai rõ. Giả trang cậu sợ lũ ma đeo mượn thể xác trần cùng nữ cuộc, lớp đau, lớp khổ, lớp hiểm nghèo. Án mất ma tà đừng hiểu biết, lọc lừa ai thiện đặng rồi theo. Quay về nguồn cội trang 152, 153 và 155, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết gửi kỳ vân cư sĩ, thiên tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1997. Nhớ cậu buồn than trí một mình, kỳ vân muốn độ cứu chúng sinh cũng là đại đức tử bi đó. Kêu mãi kêu hoài chúng chẳng tin. Bao năm suốt tháng thầy quần nặng, cho bảo vật kia chẳng giữ gìn. Đem ra vụt ném đâu còn nữa, giao cho quỷ quái lại ma tinh. Thật là oan uổng ôi biết mấy. Ta xuống nói đây chẳng ai nhìn. Trận chiến thứ ba có hay không? Thiên cơ ơi hỡi bớ đạo đồng, cậu chẳng luận bàn chi nữa cả. Bàn hoài bàn mãi cũng mất công, chúng đâu có biết, người không sợ tới giờ ơi hỡi chịu long đong thì là rõ cuộc ôi muộn quá đang đứng ở đâu trận cuồng phong phải chi nghe trước đâu có hoại thì đã lập xong đại công đồng cậu gửi kỳ vân lá thư cùng lắng dịu lòng mình giữ bậc trung luận suy kim cổ ngày năm tháng chờ đợi nay mai sấm nổ đùng mài trí nhân tài cho vẹn vẻ tiếng vang thần thánh để không chung quay về nguồn cội trang 157. trăm năm mươi 163 và 164, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết gửi kỳ vân cư sĩ, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1997. Phụ lục, chuyện bên thầy. Sau đệ nhị thế chiến Nhật, Đức, Ý bị đồng minh đánh bại, Nhật bị hai quả bom nguyên tử, Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Một hôm Đức Thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách quý thuộc hàng trí thức, hôm nay nhằm ngày trực của ông giáo Khương ông Khương vừa bưng nước trà đến phòng khách, nghe một vị khách hỏi thầy. Thưa ông Tư, sau đệ nhị thế chiến chấm dứt, ông Tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không? Nếu có thì vào năm nào? Và ở đâu? Đức thầy đáp, trận giặc thứ ba sẽ có, nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào. Vì còn do sự gieo nhân của nhân loại, nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm, bằng ít sẽ muộn hơn. Nhưng cũng trong chu kỳ hạ ngươn này, còn ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông. Thuật theo lời ông giáo Khương. Sydney, ngày 11 tháng 10 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.